Yeah, chắc là hết rồi. Chắc cái công trình này chỉ vô tình nằm ở đây thôi, chứ nó không phải liên quan gì tới cái stronghold đâu. Ô, nó nằm cạnh ở cái... Wait! Nó là End Crystal đúng không? Oh yeah, nó có tác... ok, tiếng đó là tiếng nó biến mất đấy. Ok. Mọi thứ đang... vẫn còn chơi được. Còn khác nữa. Chúng ta đã quay trở lại với Minecraft for the Fox. Mình nhớ lần trước chúng ta đang bỏ dở cái việc đi tìm cái căn phòng chứa sách đúng không? Rồi. Ok. Chúng ta có được một cái mộ. Hai cái mộ. Mày đâu ra vậy? Mày đâu ra vậy? Mày đâu ra trong cái mộ này vậy? What the heck? Oh my god. Oh my god, chạy. Mình mới cài cái mod Essential vô các bạn ạ. Lava Wax là cái gì? Cũng nhiều cái hơi lạ đấy. Chúng ta cần làm một xéo hang. Thì mình vô tình tìm được khá khá mấy cái con mắt gì ta? Hay gì? Ở trên đây. Oh my god, mình mở cái tiếng ra nghe nó ghê gì ta. Mới vào mà cảm giác cũng hơi kinh dị ha. Oh yeah, cái con quái vật này xuất hiện rồi. Vậy là do mình mở mấy cái mộ ra. Ok, đã hiểu. Quá trời hoa hồng quý thờ luôn, cảm ơn ạ. Ok. Chúng ta cất nó vào. Razor A, cảm ơn. Chúng ta... Cái này hình như là kéo cắt. Cái kiểu nghĩa nó dịch ra như vậy các bạn. Sách thường. Ôi dồi, cái gì đấy nữa. Chỉ cần lấy mấy cái sợi chỉ là cũng được. Mình chỉ cần mấy cái tơ nhện thôi. Tơ nhện nó cũng rất là hợp lý nha. Oh wow. Ok, nào. Ui, ở đây có chỗ bắt cua luôn sao? Để làm cái gì vậy? Mình nghĩ nó phải che cái dấu cái gì đó ở đây chứ đúng không? À, không có. Oh, cái rương. Ây da, sao mà nhiều mấy cái cuốn sách enchant lạ chứ ha. Nó rất là lạ luôn á, chứ không phải lạ thường đâu các bạn. Có hai cái rương luôn. Thêm mắt ốc. Cảm ơn ạ. Vàng khối này thì lụm luôn. Chắc cái công trình này chỉ vô tình nằm ở đây thôi, chứ nó không phải liên quan gì tới cái stronghold đâu. Biến nhà. Yo, rớt xuống. Oh my god. Mình muốn đi về. Yo, biến. Thằng táo vàng, vô tới vàng. What the hell? Oh my god, kỳ quá gì đây? Ôi kim cương, cảm ơn. Cái này nhà tù hả? Có vẻ là nhà tù. Ok. Đang ở trong tù đó mọi người. Vậy mày xuất hiện đây nào đây? Ok nào, đừng hết hồn như vậy. Ôi không tin. Phòng mới. Phòng này có chứa giáp. Hại thêm mai hai. Ghê trời. Nhiều cái giáp để giáp gì? Tôi xin. Ok. Có vẻ là
không có gì ở đây nữa cả. Hồi nãy có con gì đó đứng đây nè. Ở đây chắc là không còn gì nữa nhỉ. Ok. Quay giật ở đây. What the heck? Đây đâu vậy? Đây giống chỗ khu mộ mở rộng vậy. Uầy. Oh my god. Chúng ta khám phá được chỗ mới này. Cái hàng rào này. Wow. Cái gì nè? Thuốc độc 2. Ok, không còn. Ok, chạy nữa không có hiệu ứng. Tàu Gripper. Ô, nó nằm cạnh ở cái Wait. Nó là End Crystal đúng không? Oh yeah, nó có tác. Ôi trời ơi. Ủa, con này nó ra nữa vậy? Ở trong đây hả? Ui. Sao nó hết hồn nhiều ta? Ôi không. Ồ, nó về lại đây. Ok, mình đang cũng hiểu cách đi của nó rồi. Vẫn có phòng ở phía trên nữa. À, không có phòng phía trên, chỉ là có cái rương đây thôi. Tới hết phòng rồi đúng không? Yeah. Có vẻ là khu này nó không còn cái phòng sách đâu. Cho đi về rồi. Trời sáng. Đại sư. What the? Ê, nhà ở giữa đường. Ui. Và khám phá được cái nhà. Ui, xù. Đập ra vậy. Cái nhà này có ai vậy? Ok, có xin. Có xin. Không có gì để hết. Ủa, cái này sao không đào được ta? Ủa, sao cái này đào chậm vậy? Nó có cái bục để xếp bình thường. Ê, đi về đó. Ok, là mày. Là nó. Cút ra khỏi đây thôi các bạn ạ. À. Đừng nhìn nó. Nó sẽ đi theo mình. Oh shit, đi đây gặp chỗ này là sao vậy? Ê, hình như con này mình gặp 3 lần rồi thì phải. Biến được không hả? Ở giữa rừng có cái nhà này vậy? Chúng ta từng thấy căn nhà này chưa? Chắc là mới. Hello. Oh wait, cái nhà này có đường đi xuống hả? Hướng tới đâu vậy trời? Oh. Wait. Hình như mình biết chỗ này. Một số mod mình chơi hình như là mình đã tới đây rồi thì phải. What the heck, cái con gì đang đứng ở dưới đường kia? Oh yeah. Khoan, nhìn hình như nó chạy đường khác. Nó không dưới đường mình đâu. Cảm ơn ạ. Đường này có gì nào? Khiên trắng, đuốc. Ok, mình lấy đuốc. Đừng cái đuốc nha. Ngọc Ender nữa. Hình như có một số căn phòng nó còn bẫy mình được luôn thì phải. Ok, nó nên bẫy mình lại á. Origin. Ok. Đi mất giùm. Ok, tiếng đó là tiếng nó biến mất đấy. Ok. Mọi thứ đang vẫn còn chơi được. Còn khác nữa. No. Không. Đi lên đây. Mình không lên lầu đâu. Nhìn cái lầu nó có thui vậy, nó nhìn nó muốn lên không? Oh. Ui. Đây là được.
Về nhà thôi. Hả? Hello? Anh có cái này luôn hả? Anh lên đến gì? Oh my god, có thể di chuyển qua được cái bên kia không? Đây. Ok, đi nào. Em dẫn anh về. Chúng ta sẽ tới được cái làng này. Mặc dù làng đó cũng không an toàn lắm đâu anh ạ. Ôi trời ơi, sao Minecraft có thể có được cái khu rừng như vậy ta? Đầu xương cá. Cái quái gì vậy? Sao nó đụng con dân làng? Trời ơi. Không. Tí nữa phải đây. Đánh dân làng mình bị điểm xấu à? Cũng hợp lý đấy. Đúng lúc chúng ta cần ra chỗ cái tô tôm. Mình sẽ quay trở lại ngay. Đừng để mất khỏi màn hình nha. Cảm ơn mọi người. Later. Ok, mình đã quay trở lại. Gì nữa? Không hoàn hết rồi, ba cứ lên về nhà đi. Nó đi theo mình luôn rồi. Huyên. Ok. Con chép đêm nay bị điên rồi. Ôi, con mimic nữa. Ôi trời ơi. Con cừu nữa. Ok, sắp về nhà rồi. Nice. Tại sao vậy trời? Lẽ ra mình phải đi tới cái chỗ farm chứ. Ôi, bị mất một lượt rồi. Ui, có một đám bi giờ sạc. Cùng tới đây. Đi vô. Hình như không có con người sắp bảo vệ ở đây thì phải. Con chó của mình. Thôi con cuối cùng. Ôi không, nó ra tiếp kìa. Ui, trời ơi, nó tới. Chạy, ok. Ổn rồi, mình đánh được. Ui, bắt hồn. Rồi, xong, ra bây giờ đằng kia. Mình không để cho nó tới chỗ cái nhà của mình được. Ok. Chết, dễ. Ủa cái đám này thì có con tô tầm không ta? Ui. Biến. Hả. Chết mày nè. Ui sao có. Ê khoan. Mình nghe tiếng thấy chưa? Ok có một con. Chạy dùm hướng khác được không ạ? Chết đi. Yeah.
Bây giờ xử hết đám này bằng cách nào nữa đây ta? Đông quá. Ủa rồi cái đám cút bóc đâu ta? Ủa bằng cách nào mà tao biến mất ta? Ủa mình không tìm được ra cái đám đấy luôn nè. Thôi kệ vậy, cứ do như là hết rồi đi các bạn. Thôi về nhà thôi nào. Ủa nhưng làng đứng ở đây các bạn ổn phết, không ai dám vào hết. Được. Nhưng mà để cái cuộc xâm lược ở phía trên nhìn khó chịu ha. Ok, chúng ta đã về được tới nhà. Ôi trời, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Sao hai cái mũi tên này khác nhau vậy ta? Chill. Đến lúc sắp xếp lại một xíu đồ rồi. Quá nhiều đồ đi về luôn. Tiếc thay là mình lần này đi xuống cái stronghold. Yeah, nó lại không có cái gì VIP lắm nhỉ. Ra có 4 cái cục corruption này, nhưng mà mình cái ông đó đổi cũng không có được đồ xịn lắm ấy. Vậy nên là mình sẽ muốn tạo ra thêm một cái cúp bằng kim cương nữa để mình xem coi cái nâng cấp tiếp theo là gì. À khoan, đúng rồi, tao mỗi lần mình nói câu đó là mình lại quên. Chúng ta sẽ có thể lấy cái lấy một cái cúp nào đó để chúng ta có thể test thử mà. Cái cúp đó đâu vậy? Mình nhớ lúc nào mình có một cái cúp build để mình thử mà. Làm sao nó biến mất được đúng không? Được, số 4 chồng không được mày mày. Hai cái này có giống nhau. Lấy nó ra coi. Lại là hiệu suất 4. Khó ta. À đúng rồi, mình mới nhớ ra được một điều. Đó chính là chúng ta vẫn có thể cày kinh nghiệm lên cấp 30 được. Bởi vì chúng ta có một cái khu vực rất là xịn luôn. Ồ, trời tối rồi hả? Hello, anh ở đâu vậy ta? Nghe tiếng hít gió mà không thấy người ta. Oh, ngoài cửa, ngoài cửa, ngoài cửa. Đi vào liền. À hả? Yeah, anh ấy rồi, anh ấy rồi, anh ấy rồi. Ui ui, sao nhìn nó có vẻ nhảy cao thế? Không, còn lâu mới vô được. Tụi tôm có vô cũng không vào nhà mình được đâu. À, đúng rồi, chúng ta có thêm một số cái giá để giáp nữa. Để vào đây chúng ta sẽ đựng được những cái bộ giáp mà mình có. Chỉ mắc như vậy thôi, còn nếu dư mình sẽ quăng vào đây và đây nha. Ok, như vậy là quá là hợp lý luôn. Gì nữa? À đúng rồi, đâu rồi, trời, nãy quên mất. Mình đang kêu là mình tìm được một cách để mình có thể cày lại kinh nghiệm. Ok, chúng ta sẽ xài 2 viên kim cương hen. Bởi vì ui, con gì trốn đó nữa. Ok, bỏ anh Herobrine vào bên đi. Chúng ta sẽ làm cái cuốc để enchant. Đây rồi, nâng cấp nó lên, nâng cấp nó lên, nâng cấp nó lên. Nâng cấp. Ui, sao nâng cấp hiệu suất mà khó vậy? Gia tài 1 hả? Ok, hiệu suất 2 gia tài 1. Ô, ngon. Chúng ta có thể cầm cái cúp này mà mang nó đi xuống hang. Bởi vì gần chỗ của mình có một chỗ chúng ta có thể cày được kinh nghiệm mà mình quên mất. Ok, đi xuống hang chúng ta phải cẩn thận một xíu nha. Trong hang cũng không kém gì trên mặt đất đâu. Có khi nó còn nguy hiểm hơn nữa. Mình nghe tiếng con cù. Đây nhá. Ok. Oh yeah, em vừa mới vào là nghe tiếng là cũng hơi bị uy tín rồi chứ nhỉ. Rồi, mình chưa bao giờ xuống dưới đây thì phải. Đây, chính là cái chỗ đó. Chúng ta rất gần với cái chỗ của con Warden. Nên là mình có thể sử dụng cái cuốc này để mà đào rất nhiều những cái cục này. Và nó cho mình kinh nghiệm. Mình chỉ cần cày hết cái đống này ở đây thôi là cũng được một mớ kinh nghiệm đó chứ. Yeah, các bạn thấy không, nó rất là nhiều ở phía trên phía dưới đồ các kiểu có hết đấy. Nữa sao mấy con này nó xuất hiện bên cạnh dễ quá ha. Để coi hết cái ống này lên được cấp độ 20 không. Ok, có con zombie bự đằng kia nữa. 100 máu phải lên tránh xa ra. Ui, nó phản đồ, nó không lùi về luôn. Và nó rất là rùm bụng này thật rồi. Cái này thì ok nha, chỉ cứ làm cái bia đỡ đạn là được. Ô đây rồi, phá cái này đi trước khi mọi chuyện quá muộn hen. Cày kinh nghiệm đã luôn chứ cứ như vậy lại sẽ cấp độ 30. Ô chưa kể còn tìm được kim cương này lụm. Cái gì vậy? Anh bạn xuất hiện đâu đây trời mày hả bưởi. Tôi biết mà, tôi biết thế nào dây cũng sẽ có mấy con này xuất hiện mà.
Ăn táo cái, ăn táo cái. Rồi, xuất hiện xong lại biến mất. Tha hồ mà đòi kinh nghiệm ha. Ta 31. Mỗi lần xài là như mất 1 hoặc 3 kinh nghiệm gì đấy, mình lên 33 là đẹp. Ô, 33 rồi nè. Ngon. Chuyến đi lên kinh nghiệm này là hợp lý á. Chuyến đi. Chuyến đi này mình không gặp quá nhiều con quái vật mà mình còn lấy đủ kinh nghiệm. Lên thôi. Rồi, chặn lại 2 lớp cửa, 3 và 4 lớp cửa. Ok, tuyệt. Bây giờ đã đến lúc, nâng cấp tiếp rồi. Đây rồi, đưa cái cuốc này ra coi. Nó có gì? Chậm hỏng 3. Ok, nghe cũng uy tín đấy. Chậm hỏng 3. Làm ơn không phải chỉ là chậm hỏng 3. Trời ơi, hết uy tín luôn bạn. Nó là cái cũ Ui Gia Tài 2. Thiệt luôn. Bây giờ thì nó là gia tài 3. Ủa, cái này vẫn gia tài 2. Nó không tính chung với nhau rồi. Tui ơi. Trời ơi, giờ phải cày lại kinh nghiệm. Hơi đen. Mình thấy rất kỳ lạ về sự biến mất của đám villager này nha. Ồ, cái cung này là cái cung sức mạnh luôn hả? Hả, tụi nó cầm cái cung này bắn á hả? Wow. Ôi xong, mất cái mũi tên mà mình có duy nhất trong. Trời ơi, giờ cái cúp đào siêu chậm luôn. Ôi. What the hell? Gì vậy? Ủa? Còn cái đó, chúng ta đã chiến thắng. Con pháo hoa lên à. Vậy thì đổi đồ chắc sẽ được giảm giá nhỉ. Giảm cũng nhiều quá chứ. Còn có 14 quyển sách thôi. Ngon. Còn này tới 58 nữa. Ok, mình phải đánh ông chết quá.